U15 Indonesia đang lựa chọn lối chơi áp sát, mang đến nhiều khó khăn cho các cầu thủ U15 Việt Nam. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ U15 Indonesia, và người đã ghi bàn là đội trưởng Brilliant Andama. Bàn thắng được ghi ở phút 23 của trận đấu. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Đội trưởng của Indonesia, Brilliant Andama,